ta nói nó chán dễ sợ mọi người à. Biết làm sao không? Cái nhà mà tôi tưởng là cái nhà mà có hai con người đang sống mà tôi tưởng có mình tôi sống à. Trời ơi, cái nhà này to bự chà bá này, nhưng mà cái dọn dẹp cũng là mình dọn, nấu ăn cũng là mình nấu ăn. Ủa cái gì vậy trời? Ủa rút cuộc Phong đứng đây cho làm cảnh là trời. Trời ơi, tôi tức dễ sợ, lúc nào tôi cũng phải dọn dẹp nấu ăn lúc nào cũng vậy. Trời ơi, tôi tức cái lồng ngực á. Trời ơi, để cho mọi người đỡ tức cái nè. Ok, là chẳng trở lại với kênh channel của Sao Lại Sao này. Tên và trước khi xem video, các bạn quên cho Sao một like, một share, comment, đừng quên subscribe Sao và tất cả thành viên trong HTV nha. Và các bạn đừng quên, nếu các bạn thương Sam hơn nữa thì các bạn khi xem video của Sam có hiện quảng cáo thì các bạn chỉ cần xem video quảng cáo giúp Sam từ 5 đến 10 giây thôi, hoặc là xem hết cũng được đó. Xem hết thì Sam được tiền hơn. Ok, chỉ cần xem đến 5 đến 10 giây thôi giúp Sam có số tiền nho nhỏ nha mọi người, để gọi là mua đăng cho cao nha mọi người ơi. Ok, trời đất ơi, chào xong tôi không hề tức được, không hết tức luôn á trời. Phong ơi, tôi nói dài vậy đâu mà ông cũng không chịu xuống luôn hả? Trời ơi đất ơi, mặt dày dữ vậy. Trời ơi đất, tôi nói thấy mọi người thấy không, một con người chuyên gia ăn ngủ rồi chơi game, ăn ngủ rồi chơi game, không hiểu sao hèn gì gọi là Phong cần heo chứ đúng không? Trời ơi đất ơi, tôi tức gần chết. Phong ơi dậy. Trời ơi đất ơi, Phong rồi xong. Ủa cái nhà này biến thành gì đây? Mệt quá à, đất ơi. Gọi tôi nữa buồn ngủ quá à. Ông có dậy không hay là để tôi lấy súng sống nòng tôi chích vào đít ông không? Hả? Ông dậy. Ơi. À, ok không, quá. Không sợ. Đứng dậy. Đứng dậy. Cái này mày làm gì vậy? Trời đất ơi, con trai gì mà chưa trời chưa chật bị như vậy này, thì mặt trời nó lên tới nơi nó đánh răng rồi bắt xúc miệng mà ông mà chơi bây giờ chưa dậy hả? Trời đất. Trời ơi, trời cái bà này, bà không biết gì hết trơn á. Tôi đang tuổi ăn tuổi lớn mà tôi phải ngủ thật là nhiều thì tôi mới khỏe mạnh được. Ông bất ca, ông gần 20 tuổi cho tôi ăn được đâu nào hả? Vô duy hiên vô tư xuống đây tôi nói chuyện ngoài. Ông làm cái gì mà ông ngủ hoài vậy? Bây giờ ông nghĩ sao chắc tôi một mình con gái dọn dẹp nguyên cái nhà to bự chà bá này, xong tôi còn nấu ăn cho ông nữa, ông nghĩ sao ông quá đáng không? Ông rước tôi về nhà ông để tôi làm ô xin cho ông hả? Ông kỳ vậy? À trời, con trai thì làm việc kiếm tiền, con gái thì do việc nội trợ là đúng rồi, còn nói gì nữa? Thôi đó, ông làm việc gì, ông làm việc ngủ, ông làm việc chơi game mà. Nhưng họ làm việc gì kỳ vậy? Tôi quay video cho mấy bạn fan xem cả buổi tối và tôi mệt tôi đi ngủ thôi. Ông kia, ông nhìn coi cái dàn PC luôn rồi. Ông quay chỗ nào, ông quay bằng niềm tin hả? Ê ông kia, dậy. Dàn PC tôi bán mua sô cô la rồi. Trời đất ơi, cái ông này quá đáng thật sự luôn. Từ ngày ông rước tôi về nhà, ông không giúp tôi phụ một việc nào luôn á. Được lắm, bây giờ ông chơi lớn thì tôi chơi lớn với ông, tôi sẽ giận ông cả đời. Tôi sẽ không bao giờ nhìn cái mặt của ông nữa. Cái đồ đáng ghét. Tôi sẽ đi khỏi ngăn nhà này, ok cho ông vừa lòng được không? Đó. Ôi sợ quá. Ok rồi, tôi sẽ đi khỏi khuất căn nhà này, tôi sẽ qua nhà em tôi sống, tôi không cần sống ở nhà ông nữa. Cái nhà này quá mệt mỏi lắm rồi. Tôi đi đây, đồ vô duyên, đồ vô tử. Đồ đáng ghét. Ủa giận thiệt hả? Ủa giận thiệt hả? Cái ơi. Sam, kèo, ở trong nhà mà sống đi. Sam ơi, kèo. Ông mà Sam ơi. Khóc lắm. Mình tức quá các bạn ơi. Mình mà rời khỏi căn nhà đó, ông Phong bắt đầu chịu khóc nè. Bây giờ tôi ở nhà xin một tuần để xem coi ông nghĩ sao, để coi cái nhà ông có biến thành bãi rác hay không. Đồ đáng ghét. Sim ơi, Sim ơi, gõ cửa, tóc tóc tóc, Sim ơi. Trời đất ơi, khóc rồi, alo. Trời đất ơi, vô nhà nói chuyện nào, trời trời đó. Trời đất ơi, em biết chuyện gì không? Ủa? Trời đất ơi, bà khóc và chói tai lắm cái dài. Lộn bé cam, văn hiếp, Phong chọc ghẹo cái gì nói hết trơn đi. Trời đất ơi, cái này chị xoay quanh ông Phong thôi, Sim ơi, tôi tức dễ sợ luôn á trời. Mệt quá à. Cái con người gì đâu nghĩ sao vậy? Rước chị về nhà nha, từ hồi rước chị về nhà toàn nhờ chị gọi là nấu ăn, rửa giặt giũ, gọi là gì ta, quét nhà, quét cửa, nhìn chị như cô tắm luôn á trời, không hiểu sao luôn á. Lúc nào vậy đó. Mệt quá ơi, buồn quá. Mà sao giờ? Chỗ sao em nghe tiếng gì nó kỳ lắm cha. Có nghe thấy gì không? Không biết, nghe gì vậy? Ủa, nhà em mới làm gì vậy? Cái gì vậy Phong con? Cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Ủa gì vậy? Trời đất ơi, ông kia, ông đừng có mà gì ta không ăn được là đập đổ nha. Ông kia ông làm gì vậy? Ông làm gì mà ông đặt bom trước nhà xem vậy? Tôi đang ở nhà xem bác thì sao? Hả?
Tôi không cần biết. Trời trời, Sam, bà người yêu của tôi chứ phải người yêu của Sim đâu, mà tại sao bà qua nhà Sim ở hả? Cái gì? Yêu của ông à? Ông đối xử tôi là người yêu hay đối xử tôi là ô xi nè? Bây giờ tôi nói là tôi giận ông mà tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt ông nữa. Ông về nhà đi. Ông đừng cái bom này tôi sợ à. Thôi về đây, về đây. Tôi sợ bà không chịu về nhà với tôi châm lửa tôi đốt luôn cái chỗ này luôn. Sim ơi, bà nói gì đây? Lắc nữa là được rồi. Thôi bây giờ tôi với Sam sẽ uống trà xíu với ông về nhà trước đi. Trời ơi, tôi chứ hết không? Thôi, về nhà đi. Về nhà đi. Tôi lắc được tôi giận. Ông mà chăm cái chỗ này tôi sẽ ở trên rừng một năm luôn. Rừng muốn cái gì? Rừng muốn sao? Về nhà không? Mày biết khóc hả? Mày đã khóc gì đồ vậy? Khóc dễ sợ chứ. Trời, khóc gì kỳ vậy? Trời đất ơi, như con nít ra trời, thấy chưa? Xin lỗi không? Bây giờ kệ đi, chuyện gì sao tự nhiên giận nữa? Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Lúc nào bắt chị gọi là lau nhà rồi chén quất nhà cho cô tắm vậy? Sao bởi lúc mà nó bắt đầu nói chuyện là ông không ra kẹo? Trời ơi, tôi mờ, tôi làm việc, tôi lẳng trai, bà lẳng gái, trời thấy không? Bắt đầu chị nói giận cái là bắt đầu tới đây, bắt đầu răng nghỉ xin lỗi. Còn mờ tôi sợ đi một tuần trông sợ. Cái đồ đáng ghét, mệt quá. Thôi đập cái đống này xong rồi, hai chị mình vào ăn cơm đi xin. Lâu rồi chưa ở nhà xin. Ok. Em ra mấy bữa nay gì tại em cũng nấu nhiều đồ ăn lắm, không có ai ăn hết trơn hôm nay. Ủa thật á? Có chắc tôi à. Ok. Ủa cay đâu? Cay bận làm việc à. Ít ok thôi. Thôi đi ăn đi ăn. Trời đất ơi. Trời cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời cam tôi. Đó, trời đất ơi. Ui lâu lắm rồi chị em mà đi ngắm cảnh rồi chi ngờ là cái đồi đúng không? Cái này là gì ta? Hay là cái chị quên tháp canh. Ở tháp canh. Trời đất mọi người ơi, chị em mình lâu lắm rồi chưa đi chơi tháp canh mọi người. Đó, trời ơi, nhìn cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Thấy chưa? Sau khi mà tôi gọi là ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Sammy à. Trời đất ơi. Hả? Ông không cần cắt luôn. Trời đất ơi, bám tôi hoài vậy trời. Ủa đâu rồi? Ôi nó đằng trước cái cửa của cái tháp nè, ra đây đi. Trời, bốn cái cửa đi, cửa nào? Cửa nào đây? Cửa này hả? Không phải, cửa nào? Trời đất ơi, con nương. À, cửa này hả? Ủa gì đây? Cái gì vậy? Siêu nhân tới. Tèn. Ông làm cái gì trời ở dưới vậy? Hả? Bé Sam, đây chính là trái tim to lớn mà Phong luôn luôn dành cho Sam. Phong rất là yêu Sam, Phong rất là mến Sam, Phong rất là thương Sam. Sam đừng giận Phong nữa. À, Sim ơi, còn cái sùng không Sim? Đưa chị cái sùng với. À, có để Sim. Ông đừng có tưởng là mấy cái đó làm tôi đỡ giận nha, hả? Ông chỉ ngồi biêu trái tim và đưa cho tôi xem thôi hả? Ông biết lỗi chưa? Biết lỗi rồi bà, đừng có giận Phong nữa. Để Phong hát cho Sam nghe bài nha. Phong yêu Sam, Phong mến Sam. Cái gì vậy? Vì mọi lần Sam hát Phong vui. Trời đất, quỷ thần nè. Rồi, ok. Cũng hay đó Phong. Cũng được. Ông muốn cái gì hả? Cái trái tim của tôi. Cái tim của tôi à. Ông đừng có được. Cái tim của tôi nó bị ghẻ rồi à. Cái tim của tôi nó bị ghẻ rồi. Lần sau bài bỏ action. Ông đừng có tưởng mấy cái đó làm tôi hết giận. Ông đi đi. Một tuần tôi về nhà ông lận. Đồ đáng ghét. Người ta xin lỗi vậy Út chưa tha hỏi nữa. Ủa sao tưởng ra là Phong rồi em thấy cũng tặng trái tim chân thành về mà. Ủa sao không chịu vậy? Trời đất ơi. Hả? cái trò này Phong làm gì 100 lần ngồi sim cũng biết hả? Trời đất ơi. Ông làm 100 lần luôn á. Lúc cho ông Phong một kẹo. Trời đất ơi, yêu Sam bà cả tấm lòng này làm chi tim vừa, chi tim to, chi tim bé làm hết rồi. Sim ơi, mấy cái trò này tôi nhận hết rồi. Bây giờ ông Phong mà làm cái gì chị không siêu lòng đâu. Đồ đáng ghét. Mò nhảy xuống đây bơi này cho vui. Ủa cái gì vậy? Ủa không Sim? À không sao đâu, chắc cũng bị giật bé thôi. Ơi, tôi tới đây. Ông đi chỗ khác đi. Làm gì vậy? Hey, búp. Chị ông muốn cái gì? Tặng cho Sam cành hoa nè. Tha lỗi với tôi đi. Đi không? Tôi đi. Chắc tôi chết quá à. Mở cơ thôi đi bơi nè. 3, 2, 1. Bùm. Thầy á, thôi đi ra chỗ khác chơi nè. Chỗ chơi đi bơi nãy chưa á. Đúng rồi.
Trời ơi là trời, nhà bừa bộn quá à, không có ai dọn dẹp hết. Trời, còn mình thì mình không biết dọn dẹp. Bây giờ cái nhà có khác gì cái bãi rác không trời. Biết vậy ngày xưa, biết vậy mình nên đối xử tốt hơn với Sammy. Ơi là trời, nên giúp cho Sammy dọn dẹp nhà, không nên để cho Sammy làm một mình nữa. Mình suy nghĩ như vậy, suy nghĩ ích kỷ quá. Trời là trời, Sam ơi, bà về đây với tôi hứa là tôi không có ham chơi nữa, tôi không có gọi là xả rác bừa bãi, không có gọi là bắt một mình bà dọn dẹp nhà nữa, tôi sẽ phụ bà dọn dẹp nhà, tôi sẽ trở thành trụ cột của gia đình. Trời ơi, trời. Vương vai, trời đất ơi, mỗi sáng đều có ngày để tập thể dục này sướng quá mọi người ơi. Vương vai, thoải mái quá à. Nữa, qua đây ăn sáng nè. Ủa, con ăn sáng rồi hả? Sướng vậy? Ôi, ôi, hôm nay thịt gà luôn. Trời ơi, sim đại ghê vậy. Trời, thịt gà súp nè, trời bánh kem nè, trời cảm ơn nha. Trời, cho ăn miếng nha, nhâm. Mà sao mà em nói nè? Hả? Nói nè. Cái gì vậy? Em nghĩ chắc chị cũng phải về nhà mình một chút đi. Trời đất ơi, cái gì mà về nhà? Trời, tôi ở đây tôi sướng gần chết ra đây. Nghèo có người quay về đây, có người phụ làm việc, có người nấu ăn cùng nhau. Trời vui gần chết, về làm chi? Khổ ghê, thôi ăn miếng ra. Mệt quá. Em biết, nhưng mà bây giờ vấn đề là như này, chị ở nhà em một tuần rồi đó. Hả? Trời. Một tuần rồi? Ừ. Ủa, sao mình cảm giác nó hai ba ngày ta? Một tuần rồi á. Trời ơi, em không biết là Phong ở một mình sao, chứ em nghĩ chắc cũng nhớ chị lắm luôn á. Chị nên về nhà coi thử sao, chứ cái này nó hơi không ổn lắm. Một tuần rồi sao chị không biết ta? Thì cứ về xem thử đi. Nếu thôi thôi ổn. Thôi bây giờ chị về trước nha, có gì mà gì ta nếu không ổn chị qua nhà em sống tiếp nha. Trời đất ơi, nhà có gần nghe khỏe ghê. Bye bye. Hey, không biết Phong sao ta. Không biết sau một tuần mình gọi là xa cách ông Phong có gọi là chịu hối lỗi, nhận lỗi với mình không ta? Hay là còn cái tính gọi là gì ta trẻ trâu, hay là hay phá làng phá xóm không trời? Để xem nào. Phong ơi! Phong ơi! Ông có ở nhà không vậy? Phong ơi! Ai vậy? Ủa? Sam hả? Ủa? Sam! Ủa cái gì vậy? Sam ơi! Sam! Ôi! Ủa cái gì vậy? Ủa? Ai vậy? Cho tôi chạy một vòng coi. Ủa, áo quần ông đâu rồi mà sao mặc cái áo rách với cái áo lót vậy? Trời đất ơi, cái áo này áo ba lỗ mà. Là do bà đi rồi cho nên không có ai giặt đồ cho tôi á. Và tôi không biết dùng máy giặt, cho nên là bây giờ tôi phải ra ngoài bãi rác tôi kiếm cái bộ quần áo nào tôi lấy tôi mặc tạm. Cho nên là tôi mặc đồ của người ta, bộ đồ bị rách nè. Trời, cái dép, những cái dép tôi muốn mệt luôn. Dép thì dép sỏ, áo quần thì rách rồi. Thôi đó, cái dép này tôi lấy trộm của anh Siro á. Trời đất ơi, cái gì mà thảm tay, tôi mới đi ông một tuần tôi mà ông mày luôn à. Ôi trời. Cái gì vậy? Từ. Cái gì đây? Trời đất ơi, cái nhà gì mà cái ghê vậy? Thôi đất, đất từ trong tôi đất ra ngoài. Bà ngồi nữa, tôi có biết dùng máy hút bụi hay là biết dùng chổi quét nhà đâu. Trời, tôi trước trời tôi có bao giờ làm việc nhà đâu. Tôi chỉ biết làm YouTube, tôi chỉ biết kiếm tiền thôi, chứ đâu có giỏi cho mấy việc này đâu. Giờ sao ông muốn nói gì với tôi không? Không thấy thì sao hả? Ông xin lỗi cha, tôi hứa từ đây tôi sẽ phụ Sam làm việc nhà, tôi sẽ không lười biếng, không ham chơi nữa. Thật không? Thiệt, làm ơn đi Sam, về tôi đi. Tôi không buồn bởi vì tôi nhà bị dơ, mà tôi buồn bởi vì tôi nhớ Sam quá. Không có Sam trong nhà tôi sợ ma quá. Mệt rồi, rồi được rồi, giờ tôi không giống nữa, tôi ở nhà được chưa? Tôi không qua nhà xin, tôi ở nhà ông được chưa? Được. Rồi bây giờ tôi dọn dẹp, bây giờ ông vào đi tắm rửa đi, tôi dọn dẹp xong rồi tí tôi nấu ăn cho ông ăn nha. Rồi đừng khóc nữa nha. Mà không ngờ ông Phong cần nhìn vậy thôi, còn nhỏ lắm mọi người ơi, trời đất ơi, khóc quá trời khóc luôn. Mình nghĩ chắc là sau vụ này ông Phong sẽ gọi là chị ta hiểu ra chuyện gọi là dọn dẹp nó quan trọng như thế nào đó. Và sau vụ việc này mình cũng mong muốn các bạn đừng quên là chăm sóc cái bản thân, mà đừng quên dọn dẹp phòng các kiểu vậy này nọ, đừng có để lâu mà để cho ba mẹ mình buồn nha. Rồi ok, thì cảm ơn mọi người đã xem hết cái này. Nếu mọi thích video này đừng quên cho Sam một like, một share, các bạn đừng quên subscribe Sam và tất cả thành viên trong hai team mình nha. Và các bạn đừng quên là khi xem video có Sam có hiện quảng cáo thì các bạn chỉ cần xem video quảng cáo giúp Sam từ 5 đến 10 giây thôi, giúp Sam có số tiền nhanh nhỏ mọi người ơi. Ok, tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn gặp lại, bye bye.